À, mới xuống hả con? Dạ. Chào. Rồi, chào con Tết nha. Dạ. Chào ông Phú Lai. Con để đó vừa lấy ghế vừa chỗ kia con. Rồi ăn Tết rồi trên đó năm nay sao con? Năm nay cũng bình thường. Năm nay không có đi đâu. Đây Tết đây con. Xét cái này. Năm nay thầy ăn Tết ta sao? Thầy cũng bình thường thôi à. Con đến thăm thầy Tết rồi không gì hơn thầy cũng đại diện gia đình chúc con với gia đình là sức khỏe dồi dào, sức khỏe là trước hết đó. Rồi mình mắt mũi thì như thế thì thôi cố gắng đi chúc Tết rồi bà con là lì xì được cái gì đó thì mình cảm ơn họ đó nha. Hôm nay con chưa đi đâu chỉ tối có tới thầy là đầu tiên á, chứ còn con không đi đâu luôn. À vậy ha. Ở nhà đồ thì năm nay cũng có anh đi nhà đẻ nữa, thành con không đi đâu hết. Nuôi được cái gà thì trước rồi, bây giờ nó lớn rồi là còn không biết thứ đâu mà nhiều người mua bán mua để tao thịt nó còn thấy nó còn non tháng không bán được thì trước là được mấy trăm con cái đó là mấy trăm con đó ở xã được đâu xã thôn do con có chín rưỡi con vậy ha, cho cái hộ gia đình trong đó được 4 hộ mấy hộ kia bữa nay tao bán non bán dài đó con cũng hiểu hết con này giờ còn non chưa bán. Tại vì sao? Tại vì nó chưa đúng cái tuổi thai mình ra thịt á. Là mình bán nó non. Ví dụ như con nói này, cái này là con gà mà nó tuy nó lớn, ví dụ như là nó 2 kg 3 kg cũng không còn biết. Mà nó ví dụ như già tháng á thì mình bán được. Còn này mà nó non á, thịt nó như gà mình luộc nó nhỏ nhẹ như cháo rồi ăn gì? Bởi nhiều người thấy là được có ký với lại có được giá là bán, suy nghĩ về số lượng ăn được hay không được. À như vậy bây giờ cái số gà đó đẻ rồi bữa nay là nó bắt đầu đẻ rồi con. Không, gà đó bữa nay gà con nói thầy của con nói này gọi thằng nói thầy gà mấy vòng á nó đẻ con cứ 2 ngày là con đi ra chợ bán rồi. Vậy là vậy là một ngày là tổng bao nhiêu trứng con? Bây giờ nó đẻ ra rồi à. 2 ngày 3 ngày được 20-30 trứng như ra chợ bán. À vậy ha. Bán gì là bán sỉ cho người ta hay là bán lẻ? Ôi nhiều người ta mua ăn, ví dụ người ta mua hết thì mình đã hết rồi, ta mua 20-30 trứng gì đó mình bán cho người ta. Ờ vậy là thôi năm mới nói chung là con phát tài nó không có mới... nhiều thiệt chứ mà cứ có tiền cá. Năm mới là tài lộc vậy vui vậy là ăn mừng rồi đúng không? Dạ. Rồi Phương rồi nó bữa nay với con bé có đi làm không? Mẹ nó mới đi sáng móc tài. Rồi. Còn nó già rồi cũng có bán mùng 3 rồi. Mấy năm đó thì cũng dán bảng, dán đoạn ví dụ như là có ngày mùng 6 mùng 7 cũng xuất hành bán. Năm nay con không có giấc bản để thành đó thì ai mua vô mua nào bán lấy à. Con không có giấc bản nhiều mấy người năm. Mời hai cha con uống nước nha. Con uống này. Mời thầy uống. Thầy cái này thầy dùng cái cà phê sữa đá à. À, trên con cũng vậy thôi, trên con cũng uống vậy chứ Tết nhất con cũng sử dụng này chứ con có chế đồ này kia nhỏ thành phẩm đó. Con uống này nó được. Nó tiện ngay hơn cho mình, bây giờ mình thích uống giờ nào uống, ví dụ nửa đêm hay là hồi đó thầy hay pha cà phê bột thầy. À,
nói chung là tình hình là con nói sơ qua là thầy hiểu rồi. Đó, bây giờ quá trình của đây con 10% cũng hết 70%. Không có nhiều đó. Còn bé nhỏ bữa nay dẫn mẹ đi chắc cũng giỏi lắm ha. Nó này ở nhà đó, cái cha nó anh em nó ở nhà đấy, thằng này chung bữa nay đi đâu thầy thế thư ký á. À vậy hả? Hồi đó cái ông đó ông mà chở con á là ông làm thư ký, như bữa nay chẳng qua đi giúp thầy con buồn đi vẫn chứ còn đi đi làm hoặc đi đâu là con đi ra mà dân vô hồi như nhìn như nhi đường đàn 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 đi ông đó là nhanh nhẹt ha. Còn đi ông này đùng 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 rồi. À được rồi, tại nó có người cái bên là hỗ trợ mình vậy được rồi. Đi đứng lại là giờ mình thấy người hiển thị có người hỗ trợ chứ. Ra ngoài ngày thầy cố gắng sắp xếp công việc rồi thầy lên con từ lâu dài rồi đấy thầy, từ từ ổn định rồi lên con thì lâu lên là con làm lên cho nó biết không. Bữa nay mà chỉ đi bộ lên con là về lại thì không có bị thôi, chứ còn mà đi xe mà lên con đó là mày vui vẻ một cái là đi là phiền lắm. Cái đó là ở nhà đâu. Ở nhà cái trường hợp đó đi đạp mày bị nữa là không, nhưng mà nhà nước bên bộ công an làm thì đúng thôi, tại vì những cái sự cố mà giao thông xảy ra thì là đều là cái đó là 99% rồi đúng không. Nhưng mà cái việc mà đo mà đút vô trong miệng á thầy gớm quá. Rồi dịch cảm cúm cholera cholereo vừa Vũ Hán ở Trung Quốc nữa là mới gớm nữa đúng này, không thanh long xuống giá là do đóng cửa không có cửa rồi, do mấy thằng tàu cộng đúng không, nay đóng cửa luôn rồi. Đi đâu cũng gặp tàu cộng không là thôi chứ đúng không. Việt Nam mình bữa nay đóng cửa là lý do sợ lây nhiễm á. Mà đúng bữa nay không biết làm sao khẩu trang mà còn lên giá đó. Khẩu trang đó mà không có mà mua đó, khẩu trang á cái là cái vệ sinh mờ mũi đó. Nhưng mà trường hợp đó thì nó tốt cho mình, cái nó không có hại. Nói chung là thôi, tình hình mà đi hồi nãy con có đâu có bị khẩu trang phải không? Đi tại mình bữa nay ở dưới này là các nơi người ta là mua khẩu trang là không có nữa. Có chỗ đầu cơ tích trữ cái khẩu trang nữa bán lên giá. cái đó là biết sao, cái đó là kêu là lợi dụng á. Rồi điều chế mấy cái đồ mà đo nồng độ cồn nữa. Đủ thứ. Điều chế chẳng qua nhà nước thì ta làm cách nghi thôi, chứ còn mình làm phù hợp đó. Vậy là ở trên con cái chỗ mấy cái vựa của Trung Quốc là đóng cửa hết ha. Không anh, Việt Nam mình thì cũng đóng cửa. Vậy lại biết sao, tại vì đi trên đường nào nó cũng phải qua cửa khẩu Trung Quốc hết. Mà nếu mà qua khẩu Trung Quốc không được thì bắt buộc đi được đó, đi đâu thì được. Bữa nay 10 vựa đóng cửa hết 9 vựa. Chẳng qua mấy cái vựa kia, vựa mà nó mở cửa nó bán ba hàng chợ bị bãi. Còn gà rồi bữa nay là ổn ha con ha. Thuốc men rồi, này nọ là nói chung là nó qua ha, qua cơn nguy biến ha. Mà bữa nay con á dạng ngủ đây gà mà nhỏ con né mà gà đó lớn như đó ta người ông bà sư đó nói là hồng đậu xanh á. Là con sợ con né. Bữa nay con thanh danh là ít hơn là đẻ. Gà đẻ thứ nhất là hay sao nó lợi hơn, ví dụ như một ngày
là 100 trứng, mình có thể mình ra mình bán giá 25. 25 thì tất nhiên á, 100 trứng thì có được 250 ngàn. Nó lợi hơn là gà thịt. Gà thịt cô để trên bán có giá 90 với 10, đâu có bán cao được. Rồi thôi, nhưng tình hình đó thầy nói không, hai đứa con mà cố gắng đùm bọc nhau đúng không. Mình hồi trước thì mình cũng chưa có một cái cơ sở gì hết, mà nói chung bữa nay mình nuôi gà, nuôi trại chuồng nuôi như vậy là mình thấy là có cơ bản rồi đó đúng không. Cho nên là thầy thấy là con là nó nói những người mà không bị khuyết tật một cái gì đó mà họ chưa làm được, hướng chi là hai vợ chồng mà làm gì là quá tốt rồi đúng không? Nhiều người bữa nay cũng bắt trước nhiều con chứ. Là thôi cứ để họ làm cho nó vui. Bắt trước mà những cái mà nếu bắt trước thì cũng tốt cho xã hội. Thì đúng rồi, thì người ta cũng qua cái công việc làm đó để họ là củng cố lại cái cuộc sống của họ, gia đình của họ. Thì ai đúng không? Nên chồng ai bữa nay cũng có cái sống mà ta nuôi không có nổi. Nhưng mà đó là con là con chim đầu đàn, gọi là Lê Dân Cọc, rồi chim đầu đàn ở cái xã Phú Phong không? Xã Hàm Mỹ. Xã Hàm Mỹ thôn Phú Phong. Vậy là ok rồi, được cái rồi, được tiên duyên chứ mà. Bữa nay cũng để bạn dán giấy lên trên bạn là con bán thuốc hồi tử, con vừa đầu nói với thầy á. Ồ vậy ha. Để bạn cũng bán luôn. Thôi được rồi, mình nếu mà còn mua thì kể ra mình làm này làm kia cho nó vui, chia sẻ với bà con rồi cho nó vui, đúng không? Vậy nói chung là trong cái năm mới con đã có một cái công việc ổn định nè, rồi làm thêm phụ gia thêm thuốc men, rồi có thể mình tư vấn, mình hướng dẫn cho những người sau này làm, rồi kể đến mình cứ nhiệt tâm, đúng không? Thuốc con bán á là con nói thiệt với thầy á, cam đoan mua ở đây là không bao giờ có. Vậy ha, độc quyền là không có, tại vì cho dù nhà nước bán cũng không có luôn. Chỉ qua trong Sài Gòn rồi thì mấy anh liên hệ trong mấy các chi cục, cũng là liên hệ trong nhà trong thành phố thì chỉ có, mở trong tỉnh ta thì không có. Vậy thôi được rồi, tất nhiên là con có cái số điện thoại đúng không? Rồi mình rồi số điện thoại, email trên cái linh mục tay lưu lại đó. Thì thôi năm mới rồi thầy thấy công việc con nghĩ rồi đến thăm thầy, thầy gì hơn ha? Lần nữa thầy cũng cầu chúc cho hai con nuôi nấng, cho hai cháu, chăm sóc cho hai cháu nó đi học đến nơi đến chốn. Còn sức khỏe là coi như đầu tiên nha, ăn uống cho nó có điều hòa. Mặc dù là mình không có gì là coi như cao sang mỹ vị gì hết rồi á, nhưng mà mình phải cố gắng mình ăn uống đầy đủ, rồi sau đó là mình chia sẻ chuyện gia đình vợ con, rồi mình đi ai cho cái gì rồi thêm cái gì đó thì cứ mình trân trọng ha, mình trân quý cái điều đó. Ai cho gì cảm ơn nó đấy, đúng rồi, mình tiếp nhận đó. Rồi như vậy nha, rồi thôi bây giờ thầy chúc hai con như vậy nha, rồi cảm ơn nha, thầy. Đầu năm dạ. Rồi nha, đầu năm thầy chúc thầy có cô với lại năm mới các em thành phố tốt đẹp. Là bây giờ con về ha, đi mua đồ nữa nha. Rồi giờ thôi thầy gửi lời thăm gia đình nha con nha. Ra. Tài xế vừa tới đứng rồi kia. Thôi giờ thôi hai cha con về nha. Rồi thầy gửi lời thăm mẹ con Phương ở nhà nha con nha. Ra hoài ngày thì tranh thủ thì sắp xếp được rồi thầy ghé lên thăm con nha. Rồi. Đây, chào. Rồi, bye bye nha. Bye bye. Rồi. Rồi bác tài đưa đến đâu giờ đến chốn nha.
Rồi, bye bye. Rồi, về nhé, ôm ôm nha, chặt nha con. Thôi, ôm bắt bài thì chặt nha. Chở bài này là quá tải nha.